Viettravel 25 năm hình thành và phát triển. Cán bộ nhân viên Viettravel Hải Phòng tự hào chúc mừng sinh nhật công ty tuổi 25 bằng sự tận tâm cống hiến, niềm tự hào thương hiệu với tất cả trái tim chân thành và ngập tràn yêu thương. Trong khi cả thế giới đã phải gồng mình chống đại dịch Covid-19 thì tại Viettravel nói chung và Viettravel Hải Phòng nói riêng luôn cố gắng không ngừng và trau dồi kiến thức bằng tinh thần quyết tâm cao nhất sẽ cùng nhau chiến thắng đại dịch, tái cấu trúc bộ máy, số hóa quy trình, luôn sẵn sàng phục vụ khách hàng với tinh thần We Are One. Mỗi một ngày làm việc là một ngày vui. Cán bộ nhân viên Viettravel Hải Phòng chúng tôi mang cho mình sự tự hào thương hiệu, mang cho mình tinh thần gắn kết và lạc quan, gắn bó với thương hiệu mà đã dành thanh xuân, tình yêu và tuổi trẻ để chung tay xây đắp, cống hiến trong suốt hơn 12 năm qua. Cùng với đó là những phần quà gửi tặng tới khách hàng nhân dịp sinh nhật công ty tròn 25 tuổi, thay cho những lời cảm ơn, tri ân sâu sắc tới quý khách hàng yêu quý đã đồng hành với Viettravel Hải Phòng, góp phần làm nên thương hiệu Viettravel trong suốt 25 năm qua. Tại Viettravel Hải Phòng, hạnh phúc là được phát triển dưới mái nhà chung tuyệt vời này. Hạnh phúc là được đồng hành với Viettravel mỗi tuổi mới. Nhân dịp sinh nhật Viettravel lần thứ 25, tập thể cán bộ nhân viên sẽ được gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới ban lãnh đạo công ty. Chúc cho thương hiệu Viettravel vươn ra biển lớn, bay cao và bay xa hơn. Chúng tôi luôn tin tưởng, tự hào và nỗ lực hết mình viết tiếp những ước mơ và chạm vào khát vọng cùng Viettravel trong tuổi mới. Viettravel Hải Phòng không ngừng cố gắng và hướng tới tương lai. Chúc mừng sinh nhật Viettravel! Chúc mừng ra mắt Viettravel Airlines! Viettravel Group!